ca khúc Gã Điên Cô Gái ạ. Vì tình yêu không thể chạm tới trái tim người còn ngại, thì theo đời mãi cũng chỉ một gánh nặng vô hình. Có lẽ vì thế mà tình cảm của em chỉ là hề dành cho tôi, mà các bạn chỉ sợ yêu thôi, cũng chỉ vì yêu thôi. Nên thôi mà tự chủ bản thân mình phải nên làm gì. Và ngày hôm nay Phong rất là muốn giao lưu với tất cả mọi người ở đây. Dành cho mình rất là nhiều. Và con hy vọng nếu như có dịp lần sau về, mọi người sẽ yêu thương mình hơn được không ạ?